Chào các em, hôm nay chúng ta đến với môn mỹ thuật 6. Ở bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu đến bài nào nè? Đó là bài số 2, tranh tĩnh vật màu. Bây giờ trước tiên, cô sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ. Em chú ý vào hình. Em hãy quan sát chỉ ra các bước vẽ tranh tĩnh vật màu. Như vậy em hãy cho biết là chúng ta sẽ thực hiện theo mấy bước, đó là những bước nào? Bước 1, đó là xác định bố cục tỷ lệ vị trí của các vật mẫu và vẽ hình. Bước 2, vẽ màu khái quát, tạo hòa sắc chung của bức tranh. Và bước cuối cùng, đó là vẽ thêm nét, màu thể hiện cảm xúc và đặc điểm của vật mẫu. Và vừa rồi là chúng ta đã vẽ màu xong cái tĩnh vật và các em cũng đã nộp bài cho cô. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 2. Thứ hai. Như vậy ở tiết 1 là chúng ta tìm hiểu qua phần 1, phần 2 và phần 3. Bây giờ các em đi vào tiếp theo phần số 4. Trình bày sản phẩm và chia sẻ. Các em ghi bài vào nha. Các em ghi tiếp. Các em ghi tiếp 4 là mã, chứ chúng ta không ghi lại phần 1, phần 2, phần 3, mà chúng ta ghi tiếp phần 4. Trình bày sản phẩm và chia sẻ. Và trong phần 4 này là chúng ta làm gì? Các em chú ý vào trên màn hình. Rồi, đây là những bài các bạn đã vẽ nộp cho cô. Trong đó, bài đầu tiên là bài của em Hoàng Phương Thảo, lớp 6A3, bài này. Rồi, bài thứ hai là bài của em Võ Trung Hậu, 6A3. Bài thứ ba là bài của em Phạm Duy Khang, 6A3. Và bài thứ tư là em Phan Anh Duy, lớp 6A3. Như vậy, bốn bức tranh này là của lớp 6A3. Trong đó, các em nêu cảm nhận và phân tích. Một, bài vẽ nào em yêu thích? 2. Hòa sắc trong bài vẽ. 3. Cách diễn tả về bố cục, hình, màu và độ đậm nhạt. Rồi bây giờ các em quan sát và trả lời ba phần này nha. Trong bốn bài này thì các em thấy là em yêu thích bài nào? Và cho biết tại sao chúng ta yêu thích bài đó. Và các em nêu cảm nhận của em về hòa sắc, rồi bố cục, hình, màu và độ đậm nhạt. Trong bốn bức tranh này thì các em thấy là bức tranh của em Võ Trung Hậu nó hoàn thiện hơn. Đúng không nè? Bởi vì sao? Trong đó các em cần phải vẽ được ba đồ vật, nghĩa là một cái lọ hoa và hai quả. Và trong đó thứ nhất là bạn vẽ được các phần bố cục cân đối trong tờ giấy. Rồi hình vẽ rất là rõ ràng. Và nét vẽ cũng dứt khoát. Rồi cả màu thì bạn cũng nêu, cũng vẽ được cái màu sắc của lọ hoa và hai quả. Tuy nhiên, bạn chưa thể hiện rõ cái phần đậm nhạt lắm. Còn bài của em Hoàng Phương Thảo lớp 6A3 thì cái bài này các em thấy là về bố cục thì nó chưa có hài hòa cân đối lắm. Bởi vì sao? Cái lọ quả này còn quá nhỏ so với tờ giấy.
và bài của em Phạm Duy Khang. Thì em thấy là về bố cục thì bạn cũng thực hiện được cân đối tờ giấy, tuy nhiên bạn chưa vẽ được cái phần quả. Và màu thì bạn cũng thể hiện được những cái hoa này màu thể hiện rõ ràng, cũng có độ đậm nhạt, tuy nhiên cái phần thiếu phần quả nha. Và bài của em Phan Anh Duy thì trong đó bạn thể hiện được cái lọ và quả, tuy nhiên cái phần bố cục nó cũng chưa hài hòa cân đối, bởi vì sao, hai cái vật mẫu này nó còn rời rạc. Như vậy em thấy là trong bốn bức tranh này thì chúng ta nên làm sao để cho bức tranh của mình nó đẹp hơn. Bây giờ em thấy là bài của em Phan Anh Duy, nếu mà bạn có được một cái quả nữa nằm ở kế bên cạnh cái lọ thì bài của bạn rất là đẹp. Rồi như vậy bài nào đẹp thì các em cần phát huy, bài nào chúng ta vẽ chưa đẹp, còn hạn chế chỗ nào thì các em tiếp tục chỉnh sửa bài của mình lại cho đẹp hơn. Chúng ta tiếp tục trình bày sản phẩm và chia sẻ của một lớp nữa, đó là lớp 6A5. Các em cũng nêu cảm nhận và phân tích bài vẽ nào em yêu thích, hoa sắc, cách diễn tả như thế nào. Trong bốn bài này thì các em yêu thích bài nào? Rồi trong đó cảm thấy là bài của em Quỳnh Nguyễn Tùng Lâm, bài này các em thấy nó ổn hơn trong ba bài, bởi vì sao, bạn đã diễn tả được cái phần bố cục hài hòa cân đối tờ giấy, rồi hình ảnh cũng rất là rõ nét, một cái lọ và hai quả, vậy đầy đủ đạt yêu cầu đề bài đưa ra. Rồi phần màu thì bạn cũng thể hiện được cái màu sắc, độ đậm nhạt của lọ và hai quả. Như vậy em thấy là bài này là bài đẹp nhất. Bài thứ hai là bài của em Nguyễn Hoàng Ngọc Yến, bạn vẽ cũng đẹp, cũng đầy đủ yêu cầu đặt ra là lọ hoa và hai quả, tuy nhiên phần bố cục của bạn chưa có cân đối lắm, bởi vì nó còn rời rạc giữa hai cái quả này. Nếu như cái phần nửa phần quả này bạn đặt vị trí cao hơn một chút thì nó sẽ đẹp hơn, bố cục nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo bài thứ ba là bài của em Trần Thị Tuyết Nhi. Em thấy là phần bố cục bạn cũng không cân đối, bởi vì sao, bạn vẽ quá to, nó đầy hết tờ giấy, không cân đối tờ giấy. Còn về hình ảnh màu sắc thì bạn cũng chưa thể hiện rõ được cái phần lọ hoa và quả. Bài thứ tư là bài của em Trần Ngọc Hoàng Lan thì nó cũng gần giống như bài của em Yến, nghĩa là bạn cũng vẽ đầy đủ yêu cầu, tuy nhiên cái phần bố cục thì còn rời rạc. Như vậy tóm lại trong bốn bài này thì bài của em Tùng Lâm là đẹp nhất nha. Như vậy sau khi các em vẽ xong qua phần nhận xét này thì mỗi em bài nào chưa đẹp về nhà các em chỉnh sửa lại cho bài của mình đẹp hơn. Các em đi vào phần thứ 5, ứng dụng với tranh tĩnh vật màu. Các em ghi bài vào nhé. 5 La Mã, ứng dụng với tranh tĩnh vật màu. Rồi đây, các em nhìn bên màn hình. Cái bức tranh đầu tiên là bức tranh các em vẽ được.
Như vậy chúng ta vừa vẽ xong bức tranh tĩnh vật thì em có thể sử dụng để làm gì? Sử dụng để làm gì? Rồi, chắc chắn một điều là chúng ta sử dụng để trang trí đúng không nào? Như vậy để trang trí thì trước tiên các em đóng khung bức tranh này lại. Đóng khung để chúng ta treo. Bức tranh thứ ba. Em thấy là đây bức tranh của một học trò của cô. Và bạn ấy đã vẽ tặng cô trong ngày 20 tháng 11. Như vậy, bức tranh này cô đã giữ rất là lâu. Và đây là một kỷ vật mà cô sẽ giữ cho đến đến sau này. Như vậy, em thấy là ứng dụng với tranh tĩnh vật màu thì nó sẽ gợi cho người xem một cảm xúc và tình yêu thiên nhiên và phù hợp để trang trí trong đời sống. Bây giờ về trang trí thì ở nhà các em có trang trí lọ hoa chưa? Rồi, nhìn hình thì em thấy là lọ hoa được trang trí ở phòng khách, rồi phòng làm việc. Như vậy khi mà chúng ta trang trí lọ hoa thì chúng ta sẽ thấy nhà cửa chúng ta đẹp hơn và con người thấy thoải mái hơn và yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên hơn. Rồi, nhìn vào cái căn phòng này thì em thấy là cái lọ hoa được trang trí ngay ở phòng khách thì làm cho cái căn nhà chúng ta sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì cảm thấy là hoa nó tạo ra cho chúng ta một cái vẻ đẹp thiên nhiên mà rất cần thiết cho mọi con người. Nhìn hình cảm thấy có đoán được đây là ở đâu không nào? Nhìn vào đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ không lầm vào đâu được. Đây là vườn hoa Đà Lạt. Rồi nếu mà có dịp thì các em sẽ đến đây và chúng ta chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên và trong đó nổi bật Đà Lạt là thành phố ngàn hoa. Rất là nhiều cái loại hoa đẹp. Tiếp theo, một cảnh đẹp ở Đà Lạt nữa. Ở đây chúng ta cũng không thể nào lẫn lộn ở nơi khác. Giờ đâu em? Đây em. Đây hình này. Nhìn vào đây là chúng ta biết đó là cảnh Đà Lạt. Như vậy, khi mà chúng ta đi chơi, đi du lịch ở đâu nơi đâu có nhiều cảnh đẹp mà trong đó chắc chắn là phải có hoa thì chúng ta cũng nên chụp đúng không? Chụp một vài bức hình để chúng ta làm kỷ niệm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đố tên loài hoa. Các em nhìn trên màn hình. Hoa gì giỏi hướng mắt trời? Trông như tô nắng người người sắc hương. Em nào trả lời được nè, đó là hoa gì? Các em đọc kỹ là các em sẽ trả lời được. Chắc chắn đó là hoa hướng dương. Câu hỏi số 2. Hoa gì nhuộm đỏ tiếng ve, sân trường náo nức gọi về hè vui. Trả lời được không nào? Chắc chắn em nào cũng biết đúng không nào? Đó là hoa phượng và nở rực vào mùa hè. Câu hỏi số 3. Hoa gì lắm sắc không hương, tên như nhân tạo,
trồng ngoài cổng ai? Ở này là ở nhà các em có trồng nè. Hoa giấy. Tiếp theo. Hoa gì nở giữa mùa hè? Trong đầm thơm mát, lá xòe che ô. Hoa gì các em? Hoa gì ở trong đầm? Chắc chắn đó là hoa sen. Câu tiếp theo. Hoa gì trông giống hoa sen cũng vương trên nước một chen từ bùn? Em nào trả lời được? Loài hoa anh em với hoa sen. Đó là hoa súng. Và câu tiếp theo. Thân cành thì có nhiều gai, hương thơm tỏa ngát sớm mai mỗi ngày. Hoa gì nè? Hoa gì có gai? À, đó là hoa hồng. Như vậy các em thấy là mỗi loài hoa là nó có một màu sắc khác nhau và nó trang điểm tô thắm cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn. Và mỗi em cũng nên trồng ở nhà mình những cái loài hoa mà mình thích và nó làm cho nhà chúng ta đẹp hơn. Và qua bài học hôm nay thì các em thực hiện những công việc sau. Một là chỉnh sửa lại bài vẽ của mình cho đẹp hơn. Và các em chuẩn bị bài số 3, tranh in hoa lá. Và để làm được bài này thì các em chuẩn bị đầy đủ về sách giáo khoa, rồi những đồ dùng học tập như là bút chì, tẩy, màu và giấy vẽ. Bài học đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các em. Và chúc các em chăm ngoan học giỏi.